Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trực tiếp lúc 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024. Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón phía Trung Quốc có các đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành cơ quan Trung ương, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời bắn 21 phát đại bác chào mừng. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đội danh dự Diễu binh qua bục danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi qua đội quân nhạc vẫy tay chào các cháu thiếu nhi, tay cầm cờ hoa vẫy chào. Tiếp đó, hai Tổng Bí thư Chủ tịch nước và hai phu nhân cùng chụp ảnh chung trước quốc kỳ, đảng kỳ hai nước. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm. Sáng nay, thảo luận về báo cáo giám sát, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 đến 2023, đồng thời đề xuất làm rõ thêm một số vấn đề. Cho rằng đây là chuyên đề giám sát có phạm vi rất rộng và khó, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước và trách nhiệm của các bộ, ngành ở Trung ương và 63 địa phương. Các đại biểu đề nghị báo cáo giám sát làm rõ một số vấn đề liên quan đến nguồn lực cho đơn vị sự nghiệp công lập, đánh giá chất lượng của đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp. Thì câu chuyện sắp xếp lại tổ chức, biên chế, kể cả là công chức hay là viên chức, thì cuối cùng để phục vụ cho cái thành tố thứ ba, đó là nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trong đó có cái chất lượng hiệu quả của hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Và ít những cái thông số để phản ánh về vấn đề này. Ví dụ như là các đơn vị sau sắp xếp thì bao nhiêu phần trăm là tốt lên, đạt được yêu cầu, đạt được kết quả. Nhóm giải pháp hiện nay thì tôi đề nghị bổ sung thêm trong dự thảo nghị quyết cái nhóm giải pháp về nguồn lực như trong báo cáo kết quả giám sát thì mình nói, nhưng mà trong nghị quyết thì cũng chưa nêu, cho nên là tôi đề nghị là đây là một cái giải pháp rất là quan trọng để giải quyết các cái giải pháp khác, là cái nhóm giải pháp về nguồn lực là cũng cần phải quan tâm. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan đến vấn đề tự chủ, xã hội hóa dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cũng liên quan đến báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu cho rằng báo cáo đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế. Tuy nhiên, có những lĩnh vực, những địa bàn có khả năng xã hội hóa thì yêu cầu cao hơn về mức độ thực hiện sắp xếp, tinh giảm. Do đó, cần phân cấp trao quyền mạnh hơn cho các địa phương. Liên quan đến xác định lĩnh vực, địa bàn ưu tiên thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho xã hội, có ý kiến đề nghị cần phân cấp, trao quyền mạnh hơn cho các địa phương trong việc sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự để phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.
phân cấp trao quyền mạnh hơn cho các địa phương trong việc sắp xếp bộ máy, tổ chức, nhân sự, kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba là trao quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý, điều hành gắn với việc nâng cao kết quả, hiệu quả hoạt động đầu ra, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đây tôi cũng cho là một cơ sở quan trọng để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, các đại biểu nhận định muốn cung cấp các dịch vụ công, giảm chi ngân sách nhà nước, giảm đơn vị mà vẫn tăng chất lượng phục vụ nhân dân thì phải tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp ngoài công lập. Quá trình làm các cái cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương ấy, thì nhiều địa phương đề xuất các cái cơ chế mà liên quan đến cái tiếp cận đất đai cho khu vực y tế giáo dục. Chúng tôi thấy là như vậy, nếu như chúng ta tập trung tháo gỡ các cái này thì sẽ giúp được cho mà khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào cái thị trường này một cách rất là hiệu quả. Do vậy trong cái phần đề xuất ấy, thì đề nghị là bổ sung cái nội dung về cơ chế đặc thù. Các đại biểu cũng đề nghị đoàn giám sát cần ra soát tính thống nhất, đồng bộ về số liệu, bổ sung thêm đánh giá chất lượng, xác định lĩnh vực, địa bàn ưu tiên thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 36, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật điện lực sửa đổi. Theo tờ trình của đại diện Bộ Công Thương, cơ quan soạn thảo sẽ xin ý kiến Thường vụ Quốc hội về một số chính sách lớn như phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh hay phân công, phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động điện lực. Đối với nội dung đặc biệt quan trọng về phát triển năng lượng tái tạo, dự luật hướng tới mục tiêu đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để phát điện, có chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư phát triển nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Về đề nghị của Bộ Công Thương, phát biểu khai mạc phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nếu dự án luật điện lực đủ chất lượng sẽ được xem xét theo quy trình rút gọn một kỳ họp, tức là Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Tiếp tục lấy ý kiến dự luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tới đây. Chiều nay, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Một trong những nội dung được nhiều đơn vị quan tâm tại dự thảo luật là về thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quyết định các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Theo đó, dự thảo luật hiện quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục về đầu tư bổ sung vốn, về đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước, đầu tư trực tiếp 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương. Đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn. Đồng thời, phân cấp rõ thẩm quyền Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước có giá trị từ 20.000 tỷ đồng trở lên. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước có giá trị từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 20.000 tỷ đồng. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực phía Nam Đồng bằng đến Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ đêm nay, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 22 tháng 8, cục bộ xuất hiện các điểm mưa rất lớn, nhất là khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa nhiều ngày, đất ở trạng thái bão hòa nước, mực nước sông vẫn ở mức cao nên Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ven sông và úng ngập ở những vùng trũng thấp, khu đô thị. Những ngày qua, hàng chục hộ dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bức xúc đã liên hệ với truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh lý do là những hộ dân này đã chấp hành và bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam. Tuy nhiên, khi bàn giao mặt bằng, địa phương đã cho những hộ dân bốc thăm chọn nền tái định cư. Nhưng điều lạ là có những hộ bốc thăm nền số 0, tức là không có nền. Anh Trần Như Sáu, một hộ dân mất hoàn toàn căn nhà ngay trên tuyến đường dân sinh cao tốc Bắc Nam, đoạn qua tỉnh Hậu Giang. Anh Sáu cho biết, đã hơn một năm qua, anh chưa nhận nền tái định cư do nhà nước hỗ trợ vì không đồng tình với việc bắt thăm nền của địa phương. Tại vì cái khu đó là nó không có đúng về cái chế độ của mình. Tại vì cái chế độ của mình là nhà nước quy định là đường cao tốc mình ở đây, thì cái chế độ mình ở đây, thành ra đưa tôi dưới tôi đâu có chịu. Theo những hộ dân ở đây, khi ảnh hưởng dự án cao tốc đi qua, các hộ dân đã đồng tình bàn giao mặt bằng sớm và chờ hưởng tái định cư. Tuy nhiên, khi đến lượt bốc thăm nhận nền, thì biết kết quả nền là số 0.
hoặc nhận nền khu tái định cư ấp 3. Về tới bữa nay giờ bốc thăm trúng số 0 bị lúc đầu thì ở huyện xuống triển khai với ủy ban thị trấn rồi nó triển khai là cái nền tái định cư đó là cấp trước khi thu hồi đất, mà mấy ông nói là thôi bây giờ cái công trình của chính phủ thôi cho thu hồi đất trước để mà nhận tái định cư sau. Ở đây tôi cũng chịu mà cuối cùng đợi tới bây giờ không bốc được nền. Trao đổi vấn đề này với ngành chức năng địa phương, trước đây theo thống kê sẽ có 140 nền sẽ bàn giao cho tái định cư ảnh hưởng cao tốc. Tuy nhiên khi thực hiện thì phát sinh là 159 nền. Do vậy sẽ có những hộ dân sẽ bắt nền số 0 hoặc được chuyển sang khu tái định cư khác còn nền. Trong quá trình thực hiện tổ chức bốc thăm thì phòng tài nguyên môi trường phối hợp với các ngành chuyên môn, đặc biệt là trung tâm các cấp tỉnh huyện làm việc trực tiếp người dân, yêu cầu giải thích những vấn đề hiện nay thiếu nền, vận động người dân qua tái định cư ấp 3. Thì trong quá trình thực hiện thì góc độ cũng xin ý kiến người dân nên góc độ phòng tài nguyên môi trường tiến hành phối hợp với hội đồng tổ chức bốc thăm là có số 0. Những số 0 nó sẽ là làm việc trực tiếp với hộ đó vận động qua ấp 3. Do hiện nay là không có bốc số 0 thì số nền còn lại là sẽ không tổ chức bốc thăm được. Do đó là phải tổ chức bốc thăm bằng số 0. Cũng theo địa phương, nếu các hộ dân không chấp nhận tái định cư nơi khác sẽ chờ phương án của huyện sẽ mở rộng dự án khu tái định cư ảnh hưởng cao tốc, lúc đó sẽ được nhận nền. Thời gian dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành. Tính đến hết ngày 18 tháng 8, gần 230 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin các trường đã công bố điểm chuẩn nhiều ngành tăng so với năm ngoái, với mức tăng từ 0,5 đến 2 điểm. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là trước 17 giờ ngày hôm nay, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, sư phạm mầm non sẽ phải công bố điểm chuẩn đợt 1. Từ ngày 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Sau đây là phần tin quốc tế, thưa quý vị. Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Viên, ông Mikhail Uzhanov cho biết cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã bác bỏ các cáo buộc rằng Nga đứng sau vụ hỏa hoạn tại tháp tản nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Uzhanov cho biết các chuyên gia của IAEA, những người đã đến cơ sở này ngay lập tức và chính thức bác bỏ những báo cáo về việc Nga gây ra vụ cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vụ cháy tháp tản nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia xảy ra sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine vào ngày 11 tháng 8. IAEA cho biết các chuyên gia chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra đám cháy. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm nay ngày 19 tháng 8 đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do Uchin nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận Lá chắn tự do Uchin 2024 dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực có quy mô tương tự năm ngoái với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sĩ Hàn Quốc. Kéo dài đến ngày 29 tháng 8, cuộc tập trận bao gồm các khoa mục thực hành chỉ huy dựa trên mô phỏng máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng những tháng qua. Tokyo Metro, công ty điều hành hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Nhật Bản, sẽ sớm tiến hành thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO với mức định giá ước tính lên đến 4,7 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là thương vụ IPO lớn nhất tại quốc gia Đông Bắc Á trong 6 năm qua. Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO trong năm nay sẽ chào đón Tokyo Metro, công ty vận hành tàu điện ngầm thuộc sở hữu của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo. Chính phủ Trung ương Nhật Bản sở hữu 53,4% Tokyo Metro, dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được để trả các trái phiếu tái thiết được phát hành sau trận động đất và sóng thần vào năm 2011. Trong khi đó, chính quyền Tokyo nắm giữ 46,6% còn lại của công ty tàu điện ngầm. Dự kiến thương vụ IPO của Tokyo Metro sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.